Ở trận đấu này thì đội tuyển cầu lông Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 và hai nội dung dự kiến còn lại là đơn nữ cùng với đôi nữ sẽ không thể diễn ra. Ở trận đấu này thì đội tuyển cầu lông Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 và hai nội dung dự kiến còn lại là đơn nữ cùng với đôi nữ sẽ không thể diễn ra.